thưa bác anh chị, tôi là người đa nghi lắm. Vì tôi bị mới lần đầu tiên đi học không biết gì hết, đi vô học thôi đó. Thì tôi học từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ tư tôi mới mua cục chườm đá đó. Thì ngày hôm qua học đúng bởi là cái bệnh, mấy ngày được học bởi là đúng bệnh của mình. Ngày hôm qua là học về cái bệnh là rối loạn tiền đình phù tai đó. Thì tôi mới mua cục chườm đá về thì cùng kết hợp bởi là cô dạy là chầm chân tại chỗ và bấm dây u tai, bấm lên từ từ thông việc này. Hôm qua tôi về tôi mới là luộc đá lên và tôi chườm đá. Thì nói thật sự ra là tôi bị cái bệnh này là lâu rồi, từ năm 47 tuổi tôi đã bị rồi, đã phải đổ đoạn tiền đình rồi. Mà cứ uống thuốc là phải hoạt huyết dưỡng nạ hoai. Lúc đầu là uống ta nát tan, từ từ là uống hoạt huyết dưỡng nạ, rồi uống magie B6, rồi uống canxi là bổ sung vô trong người này. Vì nó hệ thuốc một lần một cái là tôi bị chọc choáng đầu liền. Mà ngủ thì chắc ngủ được một đêm, giờ thì tôi ngủ được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng là cao. Còn hầu như là mất ngủ nhiều từ cái năm mà 42 tuổi cho đến bây giờ. Thì hôm qua tôi mới mua cục chườm đá, tôi về thử để coi thử nó như thế nào. Chườm nóng ở ga thì cũng lên ngủ, cũng đắp nền, cũng giống như mọi thường khi vậy. Thì tôi ngủ một giấc, phải nói thật sự là nói là từ ở trong cái tấm lòng của mình, tôi ngủ một giấc từ 9 giờ sáng 9 giờ tối là cho đến 4 giờ sáng hôm nay. Chưa bao giờ tôi ngủ được một giấc như vậy, cho từ 2 giờ sáng, 10 giờ, 11 giờ đến 1, 2 giờ sáng tôi thức giấc vậy, cho đến sáng chập chờn là sáng. Nhưng hôm qua là tôi ngủ một giấc đó. Thì đây là tôi nói là nói thực tâm của mình, chứ không, tôi không có quảng cáo gì hết, cái gì tốn biết. Nhưng mà hồi hôm là tôi thấy rất là hiểu nghiệm, là không biết có phải vì cục đá hay là vì tâm trí của mình là như thế nào. Tôi chưa ấy. Tôi nói với các anh chị, dù ít hay nhiều mình phải nên đi học, có những cái dụng cụ hỗ trợ đem theo cái kiến thức của mình học nữa để mình về áp dụng cho bản thân mình, cho người thân của mình. Tôi nói thật sự. Xin chúc mừng chị. Từ bây giờ trở đi, chị chắc chắn sẽ có những giấc ngủ thần tiên. Mà cái giấc ngủ thần tiên đó chỉ có thể đá mới mang lại. Có thể chúng ta chưa bao giờ mất ngủ, để tôi nói chuyện mọi người nghe. Có thể chúng ta chưa bao giờ mất ngủ, nhưng chúng ta chưa biết giấc ngủ thần tiên là gì đâu. Giấc ngủ thần tiên là một cái giấc ngủ mà khi chúng ta đặt lưng xuống, chúng ta ngủ không mộng mị, không bóng đè, không lo âu, không trằn trọc, không thức giấc giữa đêm để đi tiểu. Sáng hôm sau ngủ dậy, đầu óc sảng khoái, ngủ mà như chưa từng ngủ. Dậy một cái là dậy, nghe người nó thư thái, nó không có uể oải, và người nó cảm thấy tràn đầy cái năng lượng. Thì đấy mới gọi là giấc ngủ thần tiên. Thì đá sẽ giúp cho mọi người có giấc ngủ thần tiên. Và cái điều này đã khẳng định qua những cái báo cáo của các học viên, cũng như là những người đã ứng dụng cái phương pháp gọi là phương pháp chườm đá vùng gan. Nên là một lần nữa xin chúc mừng chị, chắc chắn là mọi chuyện sẽ tốt à. Và cái bài ngày mai là bài chúng ta sẽ học về giấc ngủ. Chúng ta sẽ thấy cái vai trò của giấc ngủ quan trọng với lại sức khỏe cũng như là tinh thần của chúng ta như thế nào. Nhiều khi chúng ta chưa lường được hết, nhưng mà khi mà chúng ta xem cái phim ngày mai á, bài ngày mai, chúng ta sẽ thấy là khi giấc ngủ tới thì cuộc đời chúng ta nó sẽ nở hoa như thế nào. Rồi, chúc mừng chị ạ. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.